Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 82, sau khi Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tấu khải một hồi, trải qua nguy hiểm, bọn họ cuối cùng cũng đến được cung điện trên không. Lúc này, nhìn ngắm nơi này một hồi, Diệp Phàm rất nhanh đã liền hỏi Hắc Hoàng xem Tây Hoàng Kinh ở chỗ nào. Nghe vậy, Hắc Hoàng đó nói nó chỉ có thể dẫn Diệp Phàm tới đây mà thôi, còn đoạt được Tây Hoàng Kinh hay không phải xem ngộ tính của hắn. Từ đây, Diệp Phàm nhớ lại, trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại một bộ phận Tây Hoàng Kinh, đó là nội dung thuộc phần bí cảnh đạo cung. Tới đây, Diệp Phàm không chần chừ mà lập tức ngồi xuống. Ngay sau đó, anh ấy bàn tay cũng bắt đầu vận chuyển, ánh vàng cũng liền sáng lên. Thoáng chốc màu vàng biến mất, thay vào đó, màu đỏ cũng liền xuất hiện rồi bao phủ lấy cơ thể của anh ấy. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, bàn tay huyễn hóa, từng đạo phù văn đỏ rực sáng lên, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, ấn ký dưới mặt đất cũng biến thành màu đỏ rực. Nhìn những thứ biến hóa dưới chân mình, Hắc Hoàng nó cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, ở bên ngoài cung điện trên không lại bất chợt xuất hiện từng bóng đen un kéo tới rồi bao vây quanh cung điện. Khi tìm được đường vào, cứ thế, hàng trăm hàng ngàn cái bóng đen lao tới và chui vào bên trong. Nhất thời, bên trong hang động nơi Diệp Phàm đang lặng yên cảm ngộ thì những cái bóng đen đã xuất hiện rồi lao thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, từ bên trong cung điện, những đạo bóng ảnh thiếu nữ giao chỉ phi tiên lại xuất hiện một lần nữa rồi lao thẳng về phía những cái bóng đen kia và bắt đầu công kích. Cứ thế, toàn bộ những cái bóng đen cứ một lần lao tới là một lần bị đánh bay. Còn Diệp Phàm, anh ấy vẫn lặng yên cảm ngộ. Bất chợt, đúng vào khoảnh khắc màu đỏ tắt đi thì cũng là lúc trước mắt anh ấy, một tấm bia sáng lên, ở trung tâm của nó là một khối cầu đỏ rực đang hấp thu năng lượng bay tới. Đến đây, khi tỉnh táo lại, Diệp Phàm cảm thấy thứ vừa xuất hiện vô cùng kỳ ảo. Ngay lập tức, Diệp Phàm cũng liền dùng đạo tâm cảm ngộ. Nhất thời, bên trong đạo cung của Diệp Phàm, dần dần mọi thứ cũng bắt đầu có sự biến đổi. Dường như, Tây Hoàng Kinh xuất hiện làm Diệp Phàm cảm ngộ hết thảy mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ở bên ngoài, cái đám bóng đen kia quá đông, sau một hồi, nó cũng phá được sự ngăn cản của giao trì phi tiên mà lao về phía Diệp Phàm. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, Diệp Phàm tỉnh táo trở lại, ngay lập tức sử dụng toàn bộ lực lượng vào một quyền, anh ấy liền đập thẳng xuống mặt đất. Nhất thời, khi hai tay Diệp Phàm đập xuống mặt đất, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát, liền phá tan đám hư ảnh kia. Cứ như thế, hai luồng sức mạnh một đỏ một vàng xuất hiện, Diệp Phàm lạnh lẽo một mình phá tan toàn bộ những bóng đen kia. Sau đó một lần nữa, nơi đây lại trở về dáng vẻ bình thường. Nhìn Diệp Phàm lấy được Tây Hoàng Kinh dễ dàng như vậy, Hắc Hoàng nó cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, đã lấy được đồ tốt, cả hai cũng rất nhanh đã rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, mang trên mình bộ dáng đạo sĩ, cả hai đã xuất hiện ở thành Triều Dương và làm đúng như lời Đồ Phi đã dặn trước đó, muốn gặp hắn thì chỉ cần gây náo loạn là được. Bởi vậy, khi chiếc thuyền chở một tên tu sĩ cơ gia xuất hiện, chẳng biết lý do vì sao, Diệp Phàm và cái tên Cơ Vân Phong đã có xích mích. Ngay lập tức, hai người đã liền lao vào nhau mà chiến, Diệp Phàm cũng không cải trang nữa mà trực tiếp dùng ra dung mạo thật. Sau đó, anh ấy liền hướng về phía tên tu sĩ kia tung quyền. Mỗi quyền đánh ra, nó nặng tựa ngàn cân giáng xuống đỉnh đầu đối thủ. Cứ như thế, Diệp Phàm hành tên kia ra bã, thân hình hắn ta liên tục bị Diệp Phàm quăng quật, tiếng gào thét vang vọng núi rừng. Thế nhưng, cái tên gọi là thiên tài cơ gia kia vẫn chưa chịu thất bại, hắn ta lại một lần nữa lao lên, muốn liều mạng với Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm bàn tay sáng lên, phù văn bắt đầu vận chuyển, một cái pháp ấn cũng liền được anh ấy huy vũ. Nhất thời, từ trên trời cao xuất hiện một cái vòng tròn, từ bên trong nó, một cái sơn ấn vàng rực to khổng lồ từ từ xuất hiện. Thế nhưng, chưa kịp đánh về phía đối thủ thì từ đằng xa, cái tên kia đã liền tung ra một đòn vô cùng mạnh mẽ phóng tới. Ngay mắt sau, khi đòn công kích kia đánh vào pháp ấn, nó cũng liền vỡ tan, Diệp Phàm cũng phải mau chóng lùi lại. Tuy nhiên, đòn công kích của cái tên cơ gia kia thì vẫn chưa chấm dứt. Tích tắc trôi qua, nó đã phóng tới rồi đánh vào người Diệp Phàm, khiến anh ấy phải mau chóng dùng quyền đỡ lấy. Trong tình huống nguy hiểm ngặt nghèo, Diệp Phàm liền dùng ra bí pháp cơ gia, tạo ra một lỗ hổng rồi thuấn di đến người tên kia và tóm lấy hắn. Sau đó, anh ấy túm lấy cơ thể hắn ta đập thẳng xuống mặt đất, làm nơi đây nứt toác. Chưa hết, ngay sau đó, Diệp Phàm còn tẩn cho tên kia một trận, từng quyền từng cước cứ thế tung ra, khiến tên kia bị hành cho ra bã, thân thể phải gánh chịu trận lôi đình tới từ Diệp Phàm. Thấy vậy, phía xa, đám người cơ gia cũng không bình tĩnh được nữa. Bọn họ lập tức lao đến, đồng thời vây công Diệp Phàm. Đáng tiếc, Diệp Phàm đã nhanh hơn, cái tên Cơ Vân Phong đã bị anh ấy một quyền chấm dứt sinh mệnh. Mang theo ánh mắt lạnh lùng, Diệp Phàm liếc nhìn xung quanh. Đến đây thì hết tập 83 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.